Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu mùng 4 tháng 8 sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt xã hội trình bày một số vấn đề của các tín hữu Kitô Iraq thời hậu chiến. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân Mai Châu sẽ thật hầu quý vị chứng tá của cặp vợ chồng Pino và Daniela Pasolini người Ý về nếp sống gia đình rộng mở cho những người trẻ tàn tật và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về vương quyền của Gia Vê bảo đảm sự ổn định, chống lại các sức mạnh đảo lộn của sự hỗn mang. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức. San Louis, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các hiệp sĩ Colombo xác tín nơi sức mạnh tình thương vô biên của Thiên Chúa và chống lại bất công và bạo lực Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi Đại hội thường niên lần thứ 135 của Hội đồng lãnh đạo Hội hiệp sĩ Colombo, nhóm tại thành phố Saint Louis, Hoa Kỳ, từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 8 hôm qua về chủ đề: Xác tín về tình thương và sức mạnh của Thiên Chúa sứ điệp của Đức Hồng Y Parolin có đoạn viết, nếu Thiên Chúa banh đỡ chúng ta thì ai có thể chống lại chúng ta? Câu hỏi này của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Roma biểu lộ xác tín mạnh mẽ của Thánh nhân về sức mạnh vô biên của tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ qua thập giá của Chúa Kitô vượt thắng mọi hình thức của sự ác trên trần thế. Đức Thánh Cha thường nhận xét rằng ngày nay một cuộc thế chiến mới đang diễn ra từng mảnh trong lúc sự khao khát quyền lực và thống trị về mặt kinh tế chính trị hoặc quân sự trái ngược với ý chúa đang dẫn tới bạo lực khôn tả bất công và đau khổ trong gia đình nhân loại chúng ta được Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô khắp nơi hãy thực sự xác tín về quyền năng vô biên của tình yêu Thiên Chúa, hãy loại bỏ não trạng vừa nói và chiến đấu bài trừ sự lan tràn nền văn hóa rừng rưng trên thế giới, thứ văn hóa loại bỏ những anh chị em yếu thế nhất của chúng ta trong sứ điệp đức hồng y parolin cũng cho biết đức thánh cha ca ngợi sự dấn thân của các hiệp sĩ colombo bênh vực và thăng tiến sự thắng thiêng của hôn nhân và phẩm giá cũng như vẻ đẹp của đời sống gia đình đức hồng y nói thêm rằng đức thánh cha francisco đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với hội hiệp sĩ colombo vì sự dấn thân giúp đỡ các anh chị em kitô ở trung đông trong chứng tá trung thành của họ đối với chúa thường phải trả giá bằng những hy sinh bản thân lớn lao không ai trong chúng ta có thể giả mù, không thấy đau khổ của những người mà bạo lực huynh đệ tương tàn và sự cuồng tín tôn giáo, khiến họ không còn gia cư hoặc buộc lòng phải rời bỏ quê cha đất tổ đi lánh nạn. Trong bối cảnh này, hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua, thủ lãnh hội hiệp sĩ Colombo, ông Carl Anderson cho biết, hội sẽ giúp 2 triệu Mỹ Kim để góp phần giúp dân chúng tại thành Karamdes bên Iraq tái thiết gia cư của họ bị phá hủy hoặc hư hại. Thành Karamdes ở vùng bình nguyên Ninive có đa số dân là tín hữu Kitô đã bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm hồi mùa hè năm 2014 và hàng trăm gia đình tại đây đã phải tị nạn tới thành Erbil ở miền quốc Distan nay họ hồi hương sau khi thành của họ được giải phóng. Ông Carl Anderson tuyên bố hội sẽ quyên góp 2 triệu Mỹ Kim để giúp các gia đình hồi hương và tái thiết gia cư của họ bị hư hại. Ông nói, những kẻ khủng bố đã xúc phạm các thánh đường, các nghĩa trang cũng như cướp phá các gia cư. Này chúng ta giúp đỡ hàng trăm gia đình Kitô đã phải di tản, được trở về hai thành Karamdes và Karamlash bảo đảm một tương lai đa nguyên cho Iraq. Hội hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo được thành lập tại Hoa Kỳ và hiện có gần 2 triệu thành viên. Hội này cũng theo gương chính phủ Hungary mới đây đã gửi 2 triệu Mỹ Kim tới Tổng giáo phận Erbil ở Iraq, nhắm giúp tái thiết một cộng đoàn Kito gần thành phố Mosul cũng ở Iraq. Phí tổn giúp mỗi gia đình tái định cư là 2.000 Mỹ Kim. Với ý hướng trên đây, ban lãnh đạo trung ương Hội Hiệp sĩ Colombo khuyến khích các tri hội ở các giáo sứ và các cá nhân hiệp sĩ đóng góp để giúp các cộng đoàn Kitô ở Iraq. Cho đến nay, Hội Hiệp sĩ Colombo đã trợ giúp 13 triệu Mỹ Kim cho các tín hữu Kitô ở Iraq, Syria và vùng phụ cận. Vatican, thứ ba mùng 1 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y e Joan Thang Hán, giám mục giáo phận Hồng Kông, và Đức giám mục phó Mikae Dương Minh Trương đương nhiên lên kế nhiệm. Đức Hồng Y e Joan Thang Hán, năm nay 78 tuổi, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1939 tại Hồng Kông, thụ phong linh mục năm 1966 và nguyên là giáo sư triết học tại Đại chủng viện Hồng Kông. Từ năm 1980, ngài làm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh ở địa phương và năm 1992, ngài trở thành một trong hai vị tổng đại diện của Giáo phận Hồng Kông trước khi trở thành giám mục phụ tá của Đức Hồng y Jose Trần Nhật Quân, dòng Đông Bosco, giám mục Hồng Kông từ năm 2008. Hơn một năm sau đó, ngày 15 tháng 4 năm 2009, Ngài trở thành giám mục chính tòa giáo phận này sau khi Đức Hồng Y Trần Nhật Quân từ nhiệm. Ngày 18 tháng 2 năm 2012, Đức Cha Thang Hán trở thành vị hồng y thứ bảy người Hoa trong lịch sử. Đức Tân, giáo mục chính tòa Hồng Kông Mike Dương Minh Trương, năm nay 70 tuổi, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1946 tại Thượng Hải và thụ phong linh mục cho giáo vận Hồng Kông năm 1978. Ngài đậu cao học truyền thông xã hội tại Đại học Syracuse, bang New York, Hoa Kỳ và từ năm 1982 làm giám đốc văn phòng truyền thông của giáo vận Hồng Kông cho đến năm 1986. Từ năm 2009, ngài trở thành tổng đại diện của Giáo phận Hồng Kông và 5 năm sau được bổ nhiệm làm một trong ba giám mục phụ tá của giáo phận này. Năm 2016, Đức cha Dương Minh Chương được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị của Giáo phận Hồng Kông. Đây là giáo phận lớn nhất của các tín hữu công giáo người Hoa với 582.000 tín hữu trên tổng số 7.200.000 dân cư, bao gồm cả vùng đặc trị thuộc tỉnh Quảng Châu. Từ năm 1995 cho đến nay, tổng giáo phận Quảng Châu ở Hoa Lục không có giám mục. Trong cuộc họp báo đầu tiên ngày 2 tháng 8, Đức tân tổng giám mục Dương Minh Trương cho biết, ngài sẽ dành ưu tiên cho việc chăm sóc những người nghèo và bị bỏ rơi. Ngài nói thêm rằng những người già của chúng ta cần được đối xử một cách xứng đáng và đề cao giá trị của họ. Chúng ta phải chăm sóc những người trẻ của chúng ta nữa, không phải tất cả mọi người trẻ đều muốn chống chính quyền, họ chỉ muốn biểu lộ sự bất mãn của họ và những người cầm quyền phải lắng nghe họ. Đức tổng giám mục ám chỉ đến phong trào Occupy Central chiếm trung tâm, họ đòi hỏi dân chủ nhiều hơn và phê bình chính quyền Hồng Kông về tình trạng thiếu nhà bình dân cho người nghèo, thiếu công an việc làm và viễn tượng tương lai cho người trẻ. Về cuộc đối thoại hiện nay giữa Tòa Thánh và Chính phủ Bắc Kinh, Đức cha Dương Minh Trương tránh đi vào vấn đề và nói rằng Ngài chỉ có một vai trò quá nhỏ trong một cuộc gặp gỡ giữa các chính quyền. Nhưng đồng thời Đức Tổng giám Mục nhấn mạnh rằng giáo phận Hồng Kông giữ vai trò bắc cầu giữa Vatican và Trung Quốc. Nếu có cách nào để duy trì một cuộc đối thoại thì chúng tôi mong ước thi hành điều đó. Đối thoại vẫn luôn là cơ hội để kiện toàn và cải tiến. Đức Tổng giám mục Hồng Kông cũng bày tỏ đau buồn vì vụ ông Lưu Hiểu Ba, người đã được giải Nobel Hòa Bình, mới đây đã bị chết trong tù ở Trung Quốc vì ung thư gan. Ngài nói, tôi rất đau buồn khi thấy một người chết trong tù sau khi đã lớn tiếng bênh vực dân chủ và công lý không có hậu ý gì. Palakkad. Thứ sáu hôm nay mùng 4 tháng 8, Đại hội Thường huấn và Tĩnh tâm của các linh mục Ấn Độ sẽ kết thúc sau 6 ngày tiến hành tại trung tâm tĩnh huấn Sehiyon ở Attapadi, gần thành phố Palakkad ở miền Tây Nam Ấn, với sự tham dự của 15 giám mục và 1.360 linh mục. Trong số các giám mục tham dự, có hai vị thủ lãnh của hai giáo hội công giáo nghi lễ đông phương ở Ấn là Đức Hồng E. George Alan Cherry, Tổng giám mục trưởng giáo hội công giáo Siro Malabar và Đức Hồng E. Basilios Clemis, Tổng giám mục trưởng giáo hội công giáo Siro Malankara và cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn. Điều hợp viên đại hội là cha Francisco Xavier Khan Vatayil, sáng lập viên kiêm giám đốc sứ vụ Sehion và cũng là nhà giảng thuyết nổi tiếng trên thế giới của phong trào canh tân trong thánh linh. Các đại hội thường huấn và tĩnh tâm cho linh mục thuộc loại này bắt đầu tại Ấn Độ từ năm 2008 và cho đến nay đã có 13.000 linh mục trên thế giới tham dự các đại hội này. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe một số vấn đề của các tín hữu Kitô Iraq thời hậu chiến. Thưa quý vị thính giả, trong tháng 7 vừa qua, Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq với 3 triệu dân cư ở mặt bắc nước này, đã được giải phóng sau khi bị các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng trong 3 năm trời. Những khu vực bao quanh Mosul họp thành vùng bình nguyên Nineveh đã được giải phóng trước đó một số tín hữu Kitô tị nạn ở thành Erbil thuộc vùng quốc Distan ở mạn đông nam Mosul đang từ từ trở về nguyên quán của họ. Đức Thượng phụ Louis Sarko, giáo chủ công giáo Kande, đã viếng thăm thành phố Mosul hôm 20 tháng 7 vừa qua và dừng lại tại những thánh đường bị thiệt hại nặng nề vì sự phá hoại của nhóm IS và vì chiến tranh. Cả Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp là giáo phận đã kết nghĩa với giáo phận Mosul cũng đã đến thăm thành này trong những ngày trước đây. Đức Thượng Phụ Sako cho biết các tín hữu Kitô cần thời gian để tái thiết cuộc sống của họ và có lẽ cần thời gian nhiều hơn nữa để tái tạo sự tín nhiệm nơi những người đã phản bội họ. Cuộc chiến tranh chưa chấm dứt và nhà nước Hồi giáo IS vẫn chưa bị tiêu diệt, hiện thời chưa có sự ổn định và vẫn còn có những chạm súng ở Mosul. Đức Thượng Phụ Sako Cô cũng nói với phái viên Đại Âu Châu Tự Do, làm sao các tín hữu Kitô có thể trở về khi mà gia cư của họ đã bị phá hủy và không còn có các dịch vụ, các cơ cấu hạ tầng nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là vấn đề an ninh. Vì thế, việc trở về của các Kitô hữu cần phải có thời gian. Thực vậy, Mặc dù Thủ tướng Al-Abadi của Iraq tuyên bố quân đội chính phủ với các đồng minh đã chiến thắng các chiến binh nhà nước Hồi giáo IS ở Mosul hồi đầu trung tuần tháng 7 vừa qua, nhưng Đức Thượng Phụ Sarko cho biết vùng này vẫn chưa ổn định, khiến cho các tín hữu Kitô vẫn còn cảm thấy bấp bênh về tương lai tại vùng này. Theo Đức Thượng Phụ, cần phải tái lập sự tín nhiệm vì các tín hữu Kitô tại đây đã phải chịu bao nhiêu bạo hành và lạm dụng những biến cố để lại nơi họ những vết thương sâu đậm. Cha Emmanuel Yuhana, một tổng linh mục thuộc giáo hội Assyri Đông Phương, đặt trách chương trình trợ giúp Kitô hữu ở miền Bắc Iraq, gọi tắt là Kapni, chuyên giúp đỡ những người Iraq di tản ở quanh thành phố Dahuk, tây bắc Mosul, cũng cảnh giác rằng nhà nước Hồi giáo IS tuy bị thất bại về mặt quân sự, nhưng điều này không có nghĩa là não trạng, ý thức hệ hoặc văn hóa của họ đã bị cáo chung. Cha Yuhana nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, Não trạng của nhà nước Hồi giáo IS về việc tiếp đón và nhìn nhận người khác vẫn tồn tại nơi nhiều người Hồi giáo mặc dù chúng tôi vui mừng vì thành phố mosul đã được giải phóng nhưng trong thực tế không có người kitô hoặc người yezidi trở về thành mosul tôi phải đau lòng mà nói điều đó nay là lúc nghĩ đến những địa điểm khác để thiết lập các dịch vụ công cộng săn sóc sức khỏe các hoạt động thương mại và kinh tế trong vùng có lẽ nên lập những dịch vụ ấy tại một trong những thành thị ở vùng bình nguyên Ninive, ví dụ tại thị trấn Telaskov, để phục vụ các tín hữu Kitô, người Yezidi và người Hồi giáo. Người Yezidi theo một thứ tôn giáo hỗn hợp gồm các tôn giáo miền Mesopotamia xưa kia pha lẫn các yếu tố của đạo Zoroaster bên Ba Tư, Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo ở Iraq có khoảng 650.000 người thuộc tôn giáo này. Quả thực, có nhiều người coi Telaskov như là một địa điểm ưu tiên để tái thiết và tái tạo cuộc sống một cách nghiêm túc vì các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chỉ chiếm thành này và lưu lại đây gần hai tuần lễ, nên thiệt hại tương đối ở mức thấp nhất. Telaskov trong tiếng địa phương có nghĩa là đồi giám mục, và trước khi bị nhà nước IS chiếm đóng, thành này có 11.000 dân cư. Hiện nay có hơn 600 gia đình đã trở về Telaskov. Họ là những dân cư cũ của thành này và những người từ thành Batnaya lân cận cũng kéo về đây vì thành của họ thiệt hại quá lớn nên họ không thể trở về gia cư cũ. Cha Yukhana cho biết đời sống đang được phục hồi, chợ được mở lại, nhà thờ hoạt động và hy vọng các trường học sẽ được mở và năm học mới được khai giảng. Tuy nhiên, có điều làm cho các tín hữu Kitô Iraq lo âu đó là ranh giới quân sự hiện đang phân chia vùng bình nguyên Ninive và nó có nguy cơ trở thành ranh giới trong thực tế về mặt chính trị và hành tránh và phân cách các cộng đoàn tín hữu Kitô tại đây ở mặn bắc vùng bình nguyên này có những thị trấn như Telaskov và Batnaya ở dưới sự kiểm soát của chính phủ miền quốc Distan, cũng như các chiến binh Peshmerga người quốc. Trong khi đó, các thành thị ở miền nam lần ranh này có Karakos hay là Ankos, Batella và Katmles, nay đang ở dưới sự kiểm soát của quân đội Iraq và các dân quân Hồi giáo Shiite. Tổ chức bác ái Cáp Ni của cha Yuhana đã giúp phục hồi hơn 180 gia cư và tài sản, 17 trường học ở miền Bắc làn ranh quân sự, nơi có sự ổn định vững vàng hơn. Nhưng cha bày tỏ quan tâm đặc biệt đối với những thành thị ở miền Nam ranh giới này như thành Ankos, là thành phố Kitô lớn nhất với 50.000 dân trước khi bị nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng hồi tháng 8 năm 2014. Cha nói, những người hồi giáo Shi'ite nay đang tìm cách chiếm độc quyền tại thành Ankos và tại các thị trấn khác. Thách đố với chúng tôi là làm sao bảo tồn được các thành thị đó. Chúng tôi tin là sẽ có một thành phố Kitô Ankos, nhưng vấn đề là ai cai trị thành này. Ngoài ra cũng có những vấn đề như sự liên kết thể lý giữa thành Ankos với các thành thị Kitô khác ở vùng Bình Nguyên Ninive xét vì các khu vực này ở dưới sự kiểm soát của các lực lượng khác nhau về chính trị và quân sự. Chayukhana cũng chia sẻ nỗi lo sợ của các tín hữu Kitô, họ e ngại rằng các nạn nhân của nhà nước hồi giáo IS như các Kitô hữu và người Yazidi và các tôn giáo thiểu số khác lại trở thành những nạn nhân trong tiến trình tái thiết hiện nay. Cho nói những người dân như chúng tôi lo ngại rằng những người Ả Rập hồi giáo Sunni đã từng đón tiếp và hùa theo nhà nước hồi giáo IS và những người cực đoan chống lại chúng tôi nay lại được chính phủ Iraq và các nước hồi giáo Ả Rập vùng vịnh đối xử ưu tiên trong việc tái thiết thành Mosul. Còn những nạn nhân như chúng tôi thì lại bị cố tình không biết đến và lơ là trong bối cảnh trên đây các tín hữu kitô đang kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng với chính phủ iraq giúp đỡ họ cũng như các công dân khác thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số trong lãnh vực này nếu chỉ phục hồi gia cư của họ mà thôi thì vẫn không đủ để họ hồi hương ngoài khía cạnh chính trị an ninh còn cần có môi trường để họ có thể sống còn tiến trình này chắc chắn đòi có thời gian dài một tín hữu kitô nói với hãng tin công giáo hoa kỳ rằng Chúng tôi đã mất một đêm để trốn chạy các lực lượng nhà nước Hồi giáo, nhưng chúng tôi có thể mất tới một hoặc là hai năm trời để trở lại gia cư cũ của chúng tôi. Đức Thượng Phụ Louis Sarko cũng lên tiếng phê bình toan tính của giới lãnh đạo vùng quốc Distan Iraq muốn làm chủ vùng bình nguyên Ninive qua những vận động và tranh đấu công khai hoặc ngấm ngầm tạo nên những hậu quả tiêu cực cho dân chúng địa phương, trong đó có đông đảo tín hữu Kitô. Thực vậy, trong những tháng gần đây, vùng bình nguyên Ninive giáp giới với vùng quốc Distan Iraq nằm trong kế hoạch của giới lãnh đạo người quốc để nhắm biến miền quốc Distan thành một nước độc lập. Chính quyền miền đã triệu tập một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này vào ngày 25 tháng 9 tới đây trong tuần lễ trước đây tòa thượng phụ công giáo can đê đã ra thông cáo tố giác rằng tại vùng bình nguyên ninive người ta đang chứng kiến một hình thức leo thang kiểm soát xâm nhập hủy bỏ các quyền hợp pháp của dân bản địa và thúc đẩy họ xuất cư hoặc loại bỏ ý tưởng trở về gia cư cũ của họ Hôm 19 tháng 7 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin ông Bashar Ankiki, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Ninive thuộc Đảng Dân Chủ Quốc Distan, gọi tắt là PDK, đã quyết định cách chức ông Abdul Misha, thị trưởng Kito của thành phố Ankoj, nơi có đông đảo Kitô hữu sinh sống. Một cán bộ chính trị địa phương thân đảng PDK đã được bổ nhiệm tạm thời thay thế. Tin này gây lo âu cho các cộng đồng Kitô ở địa phương cũng như các tín hữu Kitô tại thành Ankosh hoặc đang còn tị nạn ở miền Kurdistan hoặc tại các vùng khác ở Trung Đông. Một số Kitô hữu hiện có mặt tại Ankosh đã mạnh mẽ phản đối quyết định của ông chủ tịch Basra Ankiki và họ coi đây là một biện pháp gây áp lực để tiến tới việc biến miền quốc Kurdistan thành một nước độc lập khỏi Iraq. Để làm dịu dư luận, hôm 27 tháng 7 vừa qua, Hội đồng thành phố Ankos đã bầu bà Lara Yusuf Zara làm tân thị trưởng thành này. Bà năm nay 35 tuổi, tốt nghiệp kinh tế và quản trị năm 2006 và là phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ này. Một số chính trị gia Kitô Iraq cho biết đã chịu nhiều sức ép buộc phải thúc giục các tín hữu Kitô ở vùng bình nguyên Ninive ủng hộ chủ trương này chính quyền trung ương của Iraq đã bác bỏ viễn tượng để cho vùng quốc Distan trở thành một nước độc lập. Tuy nhiên, Chủ tịch Phân bộ Ngoại vụ của chính quyền miền quốc Distan Iraq là ông Fala Mustafa mới viếng thăm tại thủ đô Washington để giải thích cho Bộ Ngoại giao Mỹ rằng một nước quốc Distan độc lập sẽ là một giải pháp chứ không phải là một vấn đề trong khi đó ông masud bazani thủ lãnh miền quốc distan đang gia tăng các hoạt động để thu phục sự ủng hộ của các tín hữu kitô đối với chủ trương của ông ông đã hứa với một số đại diện chính trị kitô do ông triệu tập tới thành phố erbin là sẽ cho các cộng đồng kitô ở vùng bình nguyên ninive được tự lập về chính trị và hành tránh được một homeland một quê hương dành cho các tín hữu kitô giới lãnh đạo chính trị quốc cũng tạo sức ép trên Âu Châu và Tòa Thánh. Ngày 11 tháng 7, Chủ tịch Barzani đã gặp tại Bruxelles một số đại diện của Nghị viện Âu Châu để xin ủng hộ hoặc ít là giữ thái độ trung lập đối với cuộc trưng cầu dân ý độc lập mà chính phủ trung ương của Iraq chống lại. Tại Bruxelles, ông Barzani cũng cam kết tôn trọng quyền tự quyết của dân chúng ở vùng bình nguyên Ninive vừa rồi là bài trình bày một số vấn đề của các tín hữu kitô iraq thời hậu chiến tiếp tục chương trình mai châu xin thuật hầu quý vị chứng tá của cặp vợ chồng pino và daniela pasolini người ý về nếp sống gia đình rộng mở cho các trẻ tàn tật 9 tháng 10, 1994, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị đã cử hành thánh lễ cho hơn 150.000 người thuộc các gia đình từ 103 nước trên thế giới tụ hợp về Roma nhân dịp năm quốc tế gia đình. Trước thánh lễ, hai cặp vợ chồng đã nói lên chứng tá tình yêu của họ đối với những người trẻ kém may mắn. Sau đây là chứng tá của Pino và Daniela Pasolini, cặp vợ chồng người Ý. Ông Pino nói, Daniela và tôi, chúng tôi lập gia đình từ 23 năm. Từ năm 1975, chúng tôi sống kinh nghiệm đặc thù của một gia đình mở rộng cửa. Hay nói đúng hơn là một viện gia đình. Đứa con trai đầu lòng Francesco của chúng tôi, 21 tuổi, đứa thứ hai Paulo, 20 tuổi. Trước khi đứa con thứ ba, bé gái Chiara chào đời, Thiên Chúa đã dành cho chúng tôi một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tôi làm y tá trong một viện dành cho những người tàn tật thể xác. Những người tàn tật này thường mong muốn cho tôi, ngoài những giờ làm, ở lại thêm với họ càng lâu càng tốt. Họ thường hỏi tôi, sao chú không mang cháu về nhà? Sao chú không tiếp nhận cháu vào gia đình của chú? Tại sao cháu không bao giờ còn có được một gia đình? Những câu hỏi ngây thơ này thường lẳng quẩn trong đầu tôi và tôi đem chia sẻ với Daniela, vợ tôi. Chúng tôi thật sự xúc động. Chúng tôi không thể giả điếc làm ngơ trước khát vọng chính đáng có được một mái ấm gia đình cho những người tàn tật kém may mắn này. Thế nên, lần lượt, bắt đầu là Vincenzo rồi tới Franco, Renato, Venerando, Giovanni, Pasqualino đến sống tại nhà chúng tôi, khiến gia đình chúng tôi trở thành một gia đình đông con. Tiếp lời chồng, bà Daniela nói, Chúng tôi hết lòng ghi ơn Thiên Chúa đã thúc đẩy tâm lòng chúng tôi mở rộng gia đình ra để chia sẻ và tiếp nhận người khác. Bắt đầu từ những người bé mọn nhất, những người con của Chúa và là những người anh em của chúng tôi những người vô danh tiểu tốt ở thế gian này những người tàn tật này thường thì không ai muốn kết bạn làm quen nhưng lại chiếm một chỗ quan trọng trong con tim thiên chúa đã hỏi xin phần tốt đẹp nhất trong chúng tôi khi đến sống trong gia đình chúng tôi những người anh em tàn tật đã cho chúng tôi cơ hội giáo dục con cái chúng tôi biết mở rộng cửa tiếp nhận người khác và tiếp nhận thế giới bên ngoài Hiện tại trong gia đình chúng tôi có cả là 17 người, đến từ nhiều nơi khác nhau. Nếp sống của gia đình chúng tôi thật thô sơ và cũng thật bấp bênh, bấp bênh bởi vì đó là lẽ thường tình của những người không tự bảo đảm được gì cho mình và cho người khác. Tuy nhiên, chính vì thế mà chúng tôi có thể làm chứng về tình yêu bao la của Thiên Chúa, người cha nhân từ không bao giờ bỏ rơi các con cái bé nhỏ của Ngài. Những lúc gia đình chúng tôi lâm cảnh túng thiếu, bao giờ cũng có những người nhà giàu, có bạn bè quảng đại, bất ngờ xuất hiện, đóng góp tiền của hay ra tay cứu giúp chúng tôi. Thật bất ngờ, thật đúng lúc và thật cảm động. Đó là những sự giúp đỡ mà không bao giờ chúng tôi có thể ngờ trước hay nghĩ tới. Nhiều khi những sự giúp đỡ này đến vào phút chót, ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã hứa. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Matthew chương 6 câu 33 Dần dần, qua nhiều biến cố khác nhau, Thiên Chúa đã dạy chúng tôi biết, thưa vâng, trước lời mời gọi của Ngài. Nghĩa là biết biến gia đình thành nơi băng bó những vết thương tâm hồn, nhờ những tình cảm triều mến yêu thương trao đổi cho nhau. Cùng với vợ chồng tôi, các con cái của tôi cũng biết đón nhận các anh chị em khác như những người con của cùng một cha trên trời. Từ đó, gia đình bé nhỏ của chúng tôi trở thành một gia đình rộng lớn, gia đình không còn mang lại một nghĩa hạn hẹp, một khung cảnh riêng tư, nhưng trở thành một môi trường chung phục vụ giáo hội và xã hội. Đây là phương thế thực tiễn để trao ban mái ấm cho những ai không được may mắn có một mái ấm gia đình. Đây là kinh nghiệm mà từ 20 năm qua, Chúa Giêsu đã cùng với chúng tôi tiến bước. Chính Ngài đã giúp chúng tôi trao trả lại cho những người bé nhỏ, những kẻ Ngài yêu thương cách riêng, phẩm giá cao cả của những người được gọi là con Thiên Chúa. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Vương quyền của Xa Vê bảo đảm sự ổn định chống lại các sức mạnh đảo lộn của sự hỗn mang. thưa quý vị thính giả, Thánh vịnh 93 thuộc sưu tập nhỏ các thánh vịnh cử hành vương quyền của Gia Vê được quy tụ trong cuốn 4 của sách Thánh vịnh, trừ Thánh vịnh 47 lạc lõng trong sưu tập Cô Nó cử hành vương quyền bất diệt và vĩnh cửu của Gia Vê Thiên Chúa của Israel. Vương quyền này của Thiên Chúa được coi như sự giải tỏa uy nghi và quyền năng siêu việt của Ngài trên một thế giới, giờ đây bị phơi bày cho các lực lượng phá tán của sự giữ, như trong thời khai nguyên vũ trụ. Việc sử dụng các yếu tố văn chương riêng tư của thế giới tôn giáo Canaan ở đây cũng như trong Thánh Vịnh 29 khiến cho người ta có thể cho rằng Thánh Vịnh được sáng tác vào các năm đầu tiên của chế độ quân chủ của Israel. Văn thể là loại thánh thi chúc tụng vương quyền của Gia Vê. Thánh Vịnh gồm sự công bố mở đầu, câu 1A, phần chính, các câu 1B tới 4, và công bố kết luận, câu 5. Chúa là vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cầm bào, người lấy dũng lực làm cân đai. Câu mở đầu Thánh Vịnh giới thiệu vương quyền của Thiên Chúa được bao bọc bằng sự oai nghiêm và quyền năng của Ngài. Yahweh Malak trong Thánh Vịnh 47 câu 9 và trong văn bản chương 52 câu 7 sách ngôn sứ Isaiah là Malak Yahweh được hiểu trong nghĩa bước vào, khai màu, bắt đầu. Gia Vê đã bắt đầu cai trị ở đây trong Thánh Vịnh 93 cũng như trong các Thánh Vịnh 96, 97 và 99, từ Malak có giá trị nguyên thủy là vua và có ý khẳng định vương quyền của Thiên Chúa trong nghĩa Gia Vê là vua, được nhìn trong sự vĩnh cửu và ổn định của chức là vua. Chính vì vậy tác giả Thánh Vịnh 96 mời gọi mọi dân nước như sau. Hãy dân Chúa hỡi các dân các nước, dân Chúa quyền lực và vinh quang, hãy dân Chúa vinh quang xứng danh người, hãy bưng lễ vật bước vào tiền đình Chúa và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Toàn thể địa cầu hãy run sợ trước thánh nhan, hãy nói với chư dân, Chúa là vua hiển trị. Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. Thánh Vịnh 97 thì khẳng định ngay trong câu mở đầu, Chúa là vua hiển trị, hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên, vui đi nào, ngàn muôn hải đảo tác giả Thanh Vịnh 99 cũng mở đầu với cùng khẳng định và đưa ra lời kêu gọi như sau. Chúa là vua hiển trị, chư dân phải rụng rời, người ngự trên các thần hộ giá, địa cầu phải chuyển rung. Ở Sion Chúa quả là vĩ đại, người trổi vượt trên tất cả mọi dân. Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vĩ đại khả tôn khả úy, danh thánh thiện dường bao. Chúa mặc oai phong, thắt lưng bằng dũng lực, đây là một đặc tính của ngôn ngữ kinh thánh, nói về các đặc quyền của Thiên Chúa cũng như các đức tính luân lý của con người với các hình ảnh của áo mặc và mũ giáp. Trong chương 11, ngôn sứ Isaiah miêu tả vị minh quân thuộc dòng tộc David như sau: Từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non, thần khí của Gia Vê sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ ra vê. Lòng kính sợ ra vê làm cho người hứng thú, người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bên kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà, đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Trong chương 59 ngôn sứ tả, người lấy đức công chính làm áo giáp hộ thân, lấy ơn giải cứu làm mũ chiến đội đầu, người dùng báo oán làm áo mặc và lấy ghen tương làm áo choàng. Trong thư gửi tín hữu Ephesos, Thánh Phaolô cũng nói tới cuộc chiến thiêng liêng và khuyên nhủ tín hữu như sau: sau cùng anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác trốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần sau cùng hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Các câu 1B tới 4 là phần chính của Thánh Vịnh 93 ca tụng sự chắc chắn vững bền của vương quyền thống trị của Gia Vê trên thế giới, được suy luận ra từ sự vững chắc trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, cũng như từ quyền năng siêu Việt mà Thiên Chúa dùng để chống lại các sức mạnh của sự hỗn mang thời nguyên thủy. Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngài vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa, Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời. Sóng nước đã gầm lên lạy Chúa, sóng nước đã gầm lên tiếng thét gào, sóng nước đã gầm lên long trời lở đất. Nhưng hơn hẳn tiếng nước ngàn trùng, hơn hẳn sóng oai hùng ngoài biển cả, Chúa oai hùng ngự trị trốn cao xanh. Ngài đã làm cho thế giới chắc chắn công trình tạo dựng được nhìn dưới khía cạnh của sự ổn định như là tiền đề cho khẳng định sự ổn định của chính ngai vua của Thiên Chúa của câu tiếp theo, nhưng cũng như thể sự đối nghịch với sức mạnh đảo lộn của các con sông vũ trụ biểu tượng cho sự chống lại việc tạo dựng. Tất cả phần này cùng với công thức mở đầu được lập lại trong Thanh Vịnh 96. Hãy nói với chư dân, Chúa là vua hiển trị, Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. Sẽ không lay chuyển là khẳng định sự vững vàng chắc chắn phát xuất từ chiến thắng của Thiên Chúa trên tất cả mọi quyền lực của sự hỗn loạn và của sự giữ. Từ luôn luôn, từ vĩnh cửu, là kiểu nói rõ ràng nhấn mạnh trên thời nguyên thủy trong nghĩa tiêu cực, nó ám chỉ tình trạng của thế giới trước thời hiện tại và trong nghĩa tích cực trước thời tạo dựng qua cuộc chiến thắng trên sự hỗn mang. Với chiến thắng này, Thiên Chúa đặt định ngai vương quyền của Ngài trên thế giới. Sông nước đã gầm lên là kiểu diễn tả lập lại ba lần tựa như trong Thánh Vịnh 29. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần, chư thánh, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh người và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Đây là lược đồ đặc thù của thơ văn Ugarit, ABC, ABD, ABE các con sông cũng như các làn nước gây kinh hoàng và các sóng của biển cả diễn tả các sức mạnh hoang dại của thiên nhiên mà trong huyền thoại đông phương cổ chúng nhân cách hóa các quyền lực quái đản của sự hỗn loạn bị thống trị sau cuộc chiến đấu cam go của các thần linh sáng tạo trong văn bản của chúng ta ở đây không có nhắc nhớ nào tới một cuộc chiến đấu loại này ra về ngự trị trên trời với uy quyền siêu việt của Ngài và với sự thống trị không bị chống đối của Ngài trên mọi sự và trên mọi người. Trong câu năm kết thúc thánh vịnh 93, vương quyền siêu việt của Thiên Chúa trên trời được nối liền với vương quyền thực thi trên dân Ngài qua ý muốn luật lệ của Ngài và qua sự hiện diện của Ngài là một sự hiện diện thánh thiện và thánh hóa trong đền thờ. Lạy Chúa Thánh chỉ ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện, triển miên qua mọi thời. Các thánh chỉ giống như các chế độ quân chủ lớn của Đông phương cổ, ra về thực thi vương quyền của ngài trên dân Israel bằng cách áp đặt trên họ các quy chế, các luật lệ của ngài. Sự trung thành trong nghĩa tiêu cực cũng như trong nghĩa tích cực với các điều luật của Thiên Chúa được tác giả thánh vịnh 19 tả như sau. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn, huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỉ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa siết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng người, lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời, quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất nên tôi tớ ngài đây xin ra công học hỏi, ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích. Tác giả thánh vịnh 119 ca ngợi luật lệ của Thiên Chúa như sau: Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa trời, hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Họ không làm điều ác nhưng cứ đường lối Chúa mà đi, vâng lạy Chúa, ngài đã ban huấn lệnh truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ ngài ban để con không xấu hổ khi nhìn lại các mệnh lệnh của ngài con thành tâm dâng lời cảm tạ vì được biết những quyết định công minh thánh chỉ ngài con xin tuân giữ xin ngài đừng nỡ bỏ rơi con làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng thưa phải tuân theo lời chúa dạy lạy chúa con hết dạ kiếm tìm ngài xin chớ để con làm sai mệnh lệnh chúa lạy chúa con dâng lời ca tụng thánh chỉ ngài xin dạy cho con môi con hằng nhẩm đi nhắc lại các quyết định miệng ngài phán ra tuân theo thánh ý ngài con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể con sẽ gẫm suy huấn lệnh chúa truyền đưa mắt nhìn theo đường lối chúa con vui thú với thánh chỉ ngài chẳng quên lời ngài phán xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ chúa đây để con được sống và tuân giữ lời ngài xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp ngài kỳ diệu biết bao ở trên đời con là thân lữ khách mệnh lệnh ngài xin đừng nỡ giấu con hồn con những khát khao mòn mỏi hằng chờ mong quyết định của ngài mặc quan quyền họp nhau mưu hại tôi tớ ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ vâng thánh ý ngài làm con vui sướng thỏa thuê chỉ bảo con như những người cố vấn xin dạy cho con biết thánh chỉ ngài con thiết tha với thánh ý ngài Lạy Chúa, xin đừng để con phải nhục nhã ê chề. Được Chúa thương mở lòng mở trí, con chạy theo đường mệnh lệnh của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. San Louis, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các hiệp sĩ Colombo sát tín nơi sức mạnh tình thương vô biên của Thiên Chúa và chống lại mọi bất công và bạo lực. Palakkad, thứ sáu hôm nay, đại hội thường huấn và tĩnh tâm của các linh mục Ấn Độ sẽ kết thúc sau 6 ngày tiến hành tại trung tâm tĩnh huấn Sehion ở Atapadi, gần thành phố Palakkad ở miền Tây Nam Ấn, với sự tham dự của 15 giám mục và 1.360 linh mục. Vatican. Thứ ba mùng 1 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vị lý do tuổi tác của Đức Hồng y Ejoan Thang Hán, giám mục giáo phận Hồng Kông, và Đức giám mục phó My Dương Minh Trương đương nhiên lên kế nhiệm. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.